Có hàng bán cho con phóng sanh không cô chú ơi? Hôm nay rầm lớn phóng sanh hết luôn quý vị ơi. Giải cứu động vật hết luôn. Nhưng mà thật sự ngày rằm này á, đồ ăn bán sẽ rất là rẻ luôn. Mà bên đạo chúa thì họ sẽ không có kiêng cử, nên mấy cái ngày này á, ngoài chợ vẫn bán đắt như bình thường. Trung thu mà chơi ăn chơi bình thường có gì đâu. Dạ đó, bởi vậy các tôn giáo tạo ra như vậy là để hôm nay mấy người đạo Phật là không có ăn, nhưng đạo chúa sẽ ăn. Nên các chư thiên họ thể hiện ra nhiều trường phái khác nhau, tạo ra các tôn giáo khác nhau. Đó, các vị Bồ Tát là chúa nè, là các thiên thần nè, là Quan Thế Âm nè, họ hiển thị ra nhiều giáo chủ tôn giáo khác nhau, rồi họ làm cho mọi người tin yêu theo rồi đi theo họ và tạo ra cái sự cân bằng trong các tôn giáo đó. Nhưng thật sự chỉ là một đấng duy nhất thôi, và khi chúng ta đã giác ngộ rồi, chúng ta có thể liên kết được với vũ trụ này, tất cả các năng lượng, các ý thức, cái lượng kiến thức khổng lồ trong không gian này bây giờ nó sẽ không còn thuộc về cá nhân nữa, mà là của tất cả các cá nhân, thì chúng ta đều mở khóa ra được. Chúng ta giống như là một siêu hacker, chúng ta có thể mở khóa toàn bộ dữ liệu kiến thức trong vũ trụ này. Đó gọi là giác ngộ đó. Nếu mà con thành Phật rồi thì con cũng có thể hồi hướng, mà con biết chính xác cái người mà con hồi hướng là ai, chỉ cần con biết cái tên thôi là con hồi hướng được. Nhưng mà con chưa thành Phật nha quý vị, nên con chỉ hồi hướng công đức được 20% thôi. Về nhà quý vị hồi hướng thêm, con làm cái video để cho quý vị thấy cái việc con làm là đã rõ rồi, quý vị không cần phải đi. Bởi vì phóng sanh đúng cách á rất là cực khổ đây. Con phải lội dưới sình nè, con đâu có thoải mái mà con mua một đống cá ở trong chợ ra rồi để từng hộp rồi xong cầu nguyện rồi thả xuống sông, bất chấp nó là con cá gì, có gây hại cho môi trường sông nước hay không. Đó là như vậy. Những cái việc con đang làm quý vị thấy đó, loại sình rất là dơ, đi không cẩn thận là sẽ đứt chân như chơi. Honey đâu rồi? Honey à? Honey? Rồi xuống bơi qua sông mà đi du lịch luôn rồi đó. Bữa nay Honey bỏ con luôn rồi. Rồi con thấy một người chèo ghe bắt cá ngoài kia rồi. Trời ơi trời, kiểu nào cũng dính với Tiun không thoát khỏi. Con phải bơi để đó, con hốt, hốt cô đó lại, là cô đó không thể nào mà chối từ được con, và phải bán cho con ngay dưới sông này ạ. Ok, lên đường.